Mình tên là Khả Ân, em mình tên là Linh Chi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một bộ đồ chơi mới. Đây là nhà bếp nè. Trong bộ đồ chơi này có cái bếp, có cái nồi, có cái chảo, có cái nồi đậy nồi cơm. Và sau đó là cái đồ đăng bánh pizza và bánh bao và kem và quả ổi, dưa hấu, khế. Mời các bạn cùng chơi nấu đồ hàng với mình nha. Đây, bây giờ mình lấy cái nồi đặng mình nấu cơm. Đây, cơm đây, để chị bỏ cơm vào nồi. Và em sẽ cho gạo. Vâng. Bạn hãy đang mùa dịch bệnh cho nên các bạn hãy ăn nhiều.